Tôi có một câu hỏi khá ngớ ngẩn liên quan đến tương lai. Tương lai sau này khi các vị đại đức thân hoại mạng chung thì nhiều khả năng các vị sẽ sanh lên thiên giới. Nếu các vị đại đức sanh lên thiên giới thì ở trên đó các vị có tiếp tục mở các khóa thiền hướng dẫn tu tập cho các Phật tử không? Sở dĩ tôi muốn hỏi câu này vì tôi đang ở Hoa Kỳ và gia đình tôi không có đức tin Tam Bảo nên tôi không có khả năng tham gia khóa thiền hay thậm chí được tiếp xúc với sự hạnh tuệ. Thêm lý do khác nữa là theo các kinh thì chư thiên sau khi chết đều đi xuống địa ngục do tâm tham quá nhiều hay do uống rượu say xỉn. Vậy các vị đại đức nếu lên trên đó tiếp tục tạo công đức hướng dẫn tu tập mang chánh pháp đến mọi người, mọi thiên nhân trên đó thì thật là nhiều công đức, xin vui lòng cho biết ý kiến. Tức là giờ tổ chức khóa thiền ở đây chưa xong mà lên trên tổ chức nữa. Xin thưa là thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng. Chừng nào mà mình chết rồi mình đi lên trên đó trước cái đảo là tính. Chứ còn chết thì chưa biết là ai đi đâu. Hơn nữa, chư thiên ở trên đó thánh đầy ở trên. Tức là không tới phiên mình gọi là khua môi múa mép. Thánh đầy ở trên. Lên trển mình kiếm thánh học đạo không sướng. Chư thánh Thinh Văn, chư thánh A Na Hàm, Tư Đà Hàm rồi Tu Đà Quờn đầy ở chỗ. Mình lên chỗ mình học với các vị đó. Cái đó là chắc cú. Chắc hơn là ở đây quý vị học với các vị phàm. Cho nên là lên chỗ này sẽ không có tổ chức, tại có người giỏi hơn tổ chức rồi mình tổ chức chi. Hơn nữa ở thí dụ như ở cõi trời Đau Lợi thì có cái diệu pháp đường á, thì mỗi nửa tháng thì chư thiên sẽ vân tập về nơi đó. Ở đó đó hoặc là vua trời Đế Thích sẽ tự thuyết pháp, mà vua trời Đế Thích hiện tại đã là một vị thánh sơ quả rồi. Hai là vua trời Đế Thích sẽ thỉnh một vị Phạm Thiên xuống thuyết pháp. Ba là sẽ có một vị thánh thiên khác thuyết pháp. Tuổi thọ ở cõi trời rất là dài lâu, cho nên là nếu quý vị muốn nghe pháp, muốn hành thiền thì lên trên đó không chỉ là gặp được các cái bậc trưởng lão mà quý vị còn có thể gặp được rất là nhiều những vị thánh thiên từ thời kỳ Đức Phật tới bây giờ. Nếu mà quý vị lên hỏi thì các vị cõi trời Đau Lợi sẽ nói là Đức Phật mới Niết Bàn cách đây chưa tới 1 tháng. Hoặc là quý vị lên trên cái cõi Tha Hóa Tự Tại thì người ta sẽ nói là Đức Phật mới Niết Bàn mới chưa tới 1 ngày. Cho nên là ở trên cõi trời thì đạo Phật vẫn rất là hưng thịnh ha. Nhưng điều quan trọng là mình phải lên được ở trển này. Chứ mình tu mà mình tu nó không tới nơi tới chốn, mình lên không được thì mình nói nó cũng bằng thừa.